Anh ơi, em đã chạy được khoảng độ từ 2 đến 3 tháng rồi ấy ạ. Thì sắp tới là em tính tham gia một giải chạy. Thì anh tư vấn cho em xem là đôi nào phù hợp với em mà để cho em tăng tốc được ấy ạ. À rồi, à, hôm nay thì anh sẽ để cho em Dung thử hai cái đôi giày nhé. Một là đôi giày Puma Nitro 2, đây đôi Nitro 2 của anh đang cầm trên tay. Đôi này thì dòng chạy cho cự ly khoảng rơi khoảng 21 km đổ lại. Thì có rất nhiều nhiều bạn nữ thích cái đôi này, bởi đôi này là đôi để băng. Và thứ hai là một cái đôi chạy chạy rất là tốc độ. Đôi này thì chạy khoảng P4, P5, chạy rất là tốt. Độ nhẹ thì nhẹ hơn Nitro 2. Nhưng mà hôm nay thì em Dung cứ thử lên chân hai cái đôi giày này để thử xem cái cảm giác thế nào. Thì em thử xem là hai đôi này thì em thích đôi nào hơn thì em sẽ chọn đôi đấy. Thì bên anh ấy thì được cái là cứ phải lên chân. Lên chân thì mọi người sẽ biết là đôi này có phù hợp với mình không. Có thể đôi này sẽ phù hợp với mình nhưng mà người khác thì lại không phù hợp. Nên là bên anh rất là nhiều mẫu, nên là em có thể thử thử trước tiên là thử đôi button 12 này nhé, để thử thử xem cảm giác thế nào. Về màu thì em thấy là cái đôi này sẽ dễ phối đồ hơn này, bởi vì màu của nó cũng khá là dịu. Đúng rồi. Còn màu đỏ này em thấy cũng đẹp, bởi vì khi mà chạy nó sẽ rất là nổi ấy. Thì nói chung là về cơ bản thì người mới đầu chạy bộ ấy thì đã người ta thích một cái đôi màu trầm hơn. Ví dụ đôi màu này là màu trầm. Còn mà nếu mà chạy lâu lâu một chút ấy thì là người ta lại thích đôi cái màu nổi nổi, để ví dụ như khi chạy giải giết ấy thì chụp lên hình, chụp lên ảnh rất là đẹp. Đúng Đấy. rồi ạ. Đấy. Thì em cứ thử hai đôi này thử xem thế nào. Rồi tí nữa anh sẽ thử cân cho em để em biết được là độ nặng của từng đôi giày. Em cứ thử chạy thử xem ha. Đôi này em thấy rất là êm anh ạ. À thôi, ok. Êm nhẹ và kiểu dáng cũng xinh nữa. Rồi. Dịu dễ đi. À rồi. Ok. Em thử đi, em cảm giác có thoải mái chân không? Chân Thoải có thoải mái anh mái ạ. không? Chân em thật ra hơi bè nhưng mà đi đôi này em thấy thoải mái ở hai bên ấy. À rồi rồi. Thế đôi này là form form của đôi đôi mà button 12 ấy, thì là form rất là thoải mái với người chạy. Đấy, thế em bây giờ em thử cái đôi button 12 này cho anh thử xem thế nào nhé. Rồi anh sẽ cân cái đôi dòng button 12 lên cho em để em biết được là cái cân nặng của cái đôi một chiếc giày này là bao nhiêu. Đây ví dụ như là button 12 đây nhé. Anh cân lên cho em xem. Đấy. Đấy là có 213 gram thôi. Rất là nhẹ đấy. À, rất nhẹ đấy. Ok, em thử thử cảm giác đôi này nhé. Thử cảm giác thử xem thế nào. Đây là Puma Nitro 2 đúng không nhỉ? À, đây đi cho hai. Đôi này thì em phối màu thì khi lên ảnh các thứ thì sẽ bắt mắt hơn. Đấy đôi này anh thấy em đẹp này, đi đẹp này. Đôi này em thấy nảy hơn đôi với em một chút. À thế. Đấy, có êm không? Cảm giác. Êm anh ạ. Nhẹ À, lắm. à nhẹ chứ. Ừ. Đấy, thì em bây giờ em thử một chiếc đôi này và một chiếc đôi kia thì em sẽ cảm nhận được rõ hơn từng đôi giày. Đây. Đây anh nói em nhé. Em thử một chiếc của đôi button 12, một một đôi một chiếc button 12 và một chiếc Nitro 2 thì em sẽ cảm nhận được là cái chân của mình hợp cái đôi nào hơn để mình chọn. Em cứ đi thử đi lại thử xem nào. Thử dẫm chạy chạy dẫm dẫm đấy, thử xem thế nào cảm nhận Thật ra thì em thấy đôi này sẽ nhẹ hơn một chút này. nào. Nhưng mà cảm giác cái đôi nitro này sẽ cái đế của nó sẽ hơi bám vào một chút đấy. Cảm giác nó sẽ rít sàn hơn một chút. Thế hai Và đôi. đôi nitro này sẽ êm hơn này. Đôi này sẽ nhẹ hơn. Rồi. Cảm giác đế của đôi này êm hơn. À, em bây giờ em đang chạy cái pace tốc độ khoảng bao nhiêu nhỉ? Em cũng mới chạy thôi tầm 7 ạ. À thế à. Em chạy pace
P6, P7 thì em chọn, theo anh nghĩ là em chọn đôi Nitro 2 thì là sẽ hợp với em hơn. Bởi vì đôi Nitro 2 ấy thì chạy P6, P7 thì phù hợp hơn. Còn cái đôi Button 12 ấy thì chạy tốc độ. Nếu mà em chạy được P4, P5 thì em chạy Button 12 thì ok hơn. Đấy. Button 12 thì nói chung là về cơ bản thì có dòng carbon, nhưng mà ở trong cả hai đôi này đều có dòng carbon, nhưng mà ở đôi Button 12 ấy thì sẽ có tốc độ hơn và không có độ êm bằng đôi Nitro 2. Nitro 2 êm hơn và cái đế của Nitro 2 là bằng hơn. Còn đôi Button 12 thì đế dốc hơn một chút xíu. Nên là anh nghĩ là em chọn đôi Nitro 2 sẽ ok hơn đấy. Vâng, À. mà em thấy màu này cũng xinh anh ạ. À thế à. Nhìn Đấy. nổi, rất là nổi chân, trắng chân đấy. Ừ. Thôi hôm nay cứ chọn đôi Nitro 2 nhỉ. Quyết Vâng, lấy đôi Nitro 2, em lấy cho em đôi này đi ạ. còn để hôm nào mà mình chạy xong Nitro 2 các thứ xong ấy thì mình khi mà mình chạy tốt lên rồi mình chạy sẽ lấy đôi Button 12 hoặc là những cái dòng như Neck 3% hay là dòng AD0 Pro Pro 3 đấy. Vâng. Ừ, thôi hôm nay thì thôi. Chào và hẹn gặp lại các bạn ở lần sau. Ok.